told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Hello mọi người à, lâu lắm rồi mới đi ra biển. Hôm nay thì có dịp đi Phú Quý chơi cho nên đem thêm mấy cái cần. Coi có câu được gì không nha. Đợt này đi thì gặp biển động á. Với lại bây giờ cũng không phải là mùa mực. Nhưng mà lỡ đi biển mà không mang theo cây cần thì thấy có lỗi quá. Ở cái đảo Phú Quý này á, mình nhìn cái mấy cái đá, mấy cái địa chất nó có vẻ như ở đây là một cái núi lửa trồi lên từ xưa nè. Đây thực vật này nọ nó cũng xanh tốt, nước thì trong veo. Trong thì muốn nhảy xuống tắm. Hiện tại là khoảng 6 giờ hơn nha, từ sáng mà nước cũng đang xuống nữa. Thật ra là câu kiểu này dễ móm lắm. Tầm trưa thì nước nó sẽ lên, chưa có khả năng hơn. Thường thường biển động như vậy mà ở ngoài khơi bão thì mực nó hay vào. Khi con mực thì trước bão hoặc là sau bão khả năng dính mực rất là cao, thì những con mực nó thường bão nó sẽ đi vào bờ. Lúc mà đi trên tàu cao tốc tới đây mọi người, sóng cao quá nhiều người bị ói, người ta không có quen đi sóng á. Ói quá trời luôn. Trong một cái khoang tàu của mình nghe ói liên tục, sợ lắm. Mình cũng là người chịu sống không có tốt mà nghe mấy người đó ói mình cũng kiểu ám ảnh. May là có uống thuốc rồi và đi ngủ. Giờ là sáng nay em chính thức móm đó nha mọi người. 8:30 sáng rồi chưa có một cái vết mực nữa. Giờ thì đi về ăn sáng xong rồi coi canh nước lên rồi ra quýnh thêm vài đường xem. Hello anh em, hiện tại thì nước sắp lên nha, mình chuẩn bị leo xuống. Ở đây người ta gọi là bình hang hoặc là bãi nhỏ. Chỗ này thì khách du lịch người ta tới người ta chụp hình nhiều lắm. Có mấy cái chỗ núi non nhìn nó đẹp, thì mình đi xuống dưới cái mũi kia mình câu. Sáng nay đi ăn sáng xong rồi cái quên thay giày luôn.
thường thường đi là mang cái giày kia, giày giày kiểu dạng trekking á, nó cũng leo núi được, leo nó bám đá tốt hơn. Đi cái giày này chắc phải vững bước hơn chút. Hồi cách đây 1-2 năm thì mình xuống đây một lần rồi, nhưng mà mình không có đi cái đường trên này đi xuống, mà mình đi đi men men ngay cái bờ biển đi qua thì có vẻ nó dễ hơn. Đi men theo biển thì mang cái giày này chắc cũng sợ ướt. Hình cột rồi mọi người, phải quay lại. Đi mấy cái gành này cũng ớn mọi người. Đi nhiều khi đi mình leo xuống được. Nhiều người ta hay nhảy xuống cái đến lúc lên á, lúc xuống thì nhảy xuống, mà cái lúc sau lên thì đâu có leo lên được, nó bị kẹt ở dưới. Anh em hay xem clip của mình thì cũng chắc cũng biết cái cây này cây gì rồi ha. Cây Tailwort Outback. Cây này đi chinh chiến với mình khắp nơi luôn á. Đi rất là tiện nha mọi người. Cứ bỏ trong hộp vậy là xách lên máy bay hay là đi tàu đi bất cứ đâu. Rất là gọn. Mới ném một đường đầu tiên dò đường đã thấy mực nó theo vậy các bạn. Mực nhỏ à. Không biết là anh em có thấy không. Chưa đây là em đang thấy ba con nó vào và tới chân luôn. Có vẻ như con mồi này nó to quá. Ban ngày thì mực nó thấy mình là nhát. Này cũng hơi to, để em thay con nhỏ hơn thôi.
có tầm 3 ngón tay anh em. Nên là con mồi 2.5 nó hơi lớn. Đang run tay lắm mọi người. Thì trước khi đi câu á, thì dặn ở nhà mua thơm, mua đủ thứ để tí nữa về xào mực ăn. Mà bây giờ câu á, giờ đi câu mà không có mực mang về quê lắm. Mực đầu tiên nha mọi người, nhỏ nhưng mà vui. Đi câu cũng đâu có nghĩ là phải dính đâu, để rửa cho nó sạch sạch một chút, chụp hình cho đẹp. Mùi Yamashita nha mọi người. Tí nị vô dính con thứ hai nha mọi người. Vui quá trời luôn á.